Thủ đoạn của gã thợ hồ ở Tiền Giang khiến nhiều cán bộ xã, công an phải hầu tòa. Thượng tọa Thích Trân Quang nhận bằng tiến sĩ sau 2 năm tốt nghiệp đại học. Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng. Hòa tốc ứng phó khẩn cấp với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở miền Bắc và phía Bắc miền Trung. Lâm Đồng, trái căn nhà bị khóa trái cửa, Ba cháu nhỏ tử vong thương tâm. Ủy kết quả chúng tuyển vì chậm nộp học phí 2 ngày, phía nhà trường nói đã làm hết trách nhiệm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vụ án này có 24 bị cáo, trong đó bị cáo cầm đầu chỉ là gã thợ hồ, còn đồng phạm từng giữ nhiều chức vụ cấp xã tại một số địa phương ở tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và nhiều cán bộ là công an khi phạm tội. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lưu Tấn Tài, sinh năm 1986, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hành nghề thợ hồ. Từ năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, Lưu Tấn Tài làm thuê dịch vụ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các đồng phạm khác đã lợi dụng chủ trương chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giao nhiệm vụ cấp biển số xe cho công an cấp xã đã cầu kết với các bị can là cán bộ công an, ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu giúp sức, tiếp tay trong quá trình hợp thức hóa hồ sơ các xe mô tô, xe gắn máy không rõ nguồn gốc, chỉnh sửa thông tin dữ liệu trên hệ thống phần mềm đăng ký xe. Thông qua các hành vi phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, các bị can thực hiện hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký, bỏ qua thủ tục quy trình khi thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe và cấp biển số xe. Sau khi có được hồ sơ, biển số và giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan công an, tài và các bị can bán lại các xe này để thu lợi bất chính với số tiền lớn. Đáng nói là có nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân nhiều xã, thị trấn tại tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang có liên đối vụ án này và thu lợi bất chính. Cụ thể, thủ đoạn của tài đầu tiên là bàn bạc với phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Đông, huyện Trợ Gạo là Nguyễn Hữu Hạnh ký giấy bán cho tặng xe khống để bán cho Tài với giá 100.000 đồng một giấy thì được Hạnh đồng ý. Hạnh đã chỉ đạo cho Hồ Minh Tuấn, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã cùng thực hiện hành vi này. Công an xác định Hạnh đã ký khống hơn 5.000 giấy khống để bán cho Tài nhằm thu lợi 473 triệu đồng. Hạnh chia cho Tuấn 72 triệu đồng. Tài cùng nhiều đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn trên khiến nhiều cán bộ cấp xã của tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang cùng phạm tội trong đó nhiều nhất là phó chủ tịch xã và công an xã phụ trách đăng ký xe. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 32 xe máy có nguồn gốc không hợp pháp. Cơ quan công an xác định Tài đã sử dụng 148 tài liệu giả đăng ký xe không có nguồn gốc, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phạm Thái Bình, ngụ huyện Trợ Gạo thu lợi bất chính hơn 900 triệu đồng. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc Thượng tọa Thích Trân Quang nhận bằng tiến sĩ luật năm 2021, tức sau 2 năm kể từ khi nhận bằng cử nhân luật tại chức năm 2019. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc vị này lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào, vì sao chỉ trong 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học mà đã có bằng tiến sĩ. Lê tiếng về vấn đề trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, cho biết toàn bộ quá trình đào tạo, công nhận trình độ tiến sĩ đều được Hội đồng đánh giá thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Hòa, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ người được học tiến sĩ bao gồm hai đối tượng, đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đã tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ở ngành phù hợp. Trong trường hợp của Thượng tọa Thích Trân Quang, vị này đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ. Trong quá trình học, nghiên cứu sinh này cũng phải học đầy đủ các phần kiến thức của chương trình thạc sĩ tương ứng. Cụ thể, ông Thích Trân Quang học tiến sĩ ngành luật hiến pháp, hành chính thì đã phải học đầy đủ chương trình thạc sĩ ngành hiến pháp, hành chính trong khoảng thời gian học tiến sĩ. Phó giáo sư Tô Văn Hòa cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quy định về thời gian tối đa để làm chương trình tiến sĩ và cho phép học viên có thể hoàn thành trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ông Thích Trân Quang đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn bảo vệ luận án vào tháng 12 năm 2021. Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, trong quá trình giảng dạy, đào tạo chương trình đào tạo tiến sĩ nói chung, cơ sở giáo dục này có nhiều học viên, nghiên cứu sinh là người hoạt động tôn giáo, Đồng thời ông Hoàng nhấn mạnh rằng, Thượng tọa Thích Chân Quang khi theo học cũng giống như những học viên bình thường được đối xử và đào tạo như các học viên khác. Ở góc độ khoa học, học thuật, họ không có gì khác biệt. Những ngày qua, việc Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cũng đã gây xôn xao trong dư luận. Dù bị cấm thuyết giảng 2 năm, các clip có nội dung không đúng tránh pháp của ông Thích Trân Quang vẫn tiếp tục lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của giảng sư trong việc phổ biến giáo lý. Từ đó, nhiều người đặt vấn đề về sự cần thiết lập các quy trình, quy định, thẩm định nội dung bài giảng pháp của giảng sư tại đạo tràng và trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng để các thuyết giảng thực sự mang đến lợi lạc cho số đông, tránh những tranh luận và chỉ trích không đáng có, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thành lập một hội đồng thẩm định uy tín và hiểu biết sâu sắc về giáo lý Phật giáo. Hội đồng này sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nội dung các bài giảng trước khi được công khai. Giáo hội cũng cần xây dựng các quy định rõ ràng về nội dung giảng dạy, bao gồm các nguyên tắc cơ bản của chánh pháp, cách sử dụng ngôn từ và trách nhiệm của giảng sư đây là cơ sở để hội đồng thẩm định đánh giá các bài giảng. Ngoài ra, cộng đồng Phật tử và các cơ quan truyền thông cũng cần nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phản ánh kịp thời những nội dung sai lệch trong các pháp thoại nếu có. Trước hiện tượng nhiều trường hợp bị kỷ luật vì có những bài giảng pháp gây hoang mang, chuyên gia văn hóa, tôn giáo cho rằng cần xem xét kỹ tính chất sự việc để có hình thức xử phạt phù hợp đảm bảo tính răn đe giáo dục. Trước đó, Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã bị kỷ luật vì những bài giảng pháp gây hoang mang trong xã hội. Bên cạnh những phát ngôn đi ngược với giáo lý, thiếu cơ sở khoa học, Thượng tọa Thích chân Quang cổ suý cho việc giải hạn, câu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Ngoài ra trong những bài thuyết giảng, ông từng cho rằng võng là nơi tiêu diệt công đức của chúng sinh. Theo ông Lý Giải, lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết. Đầu tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã nghiêm cấm đại đức thích nhuận đức, thuyết giảng dưới mọi hình thức, do các phát ngôn và thuyết giảng không phù hợp của ông. Lạm dụng vấn đề thế tục, xa vào những nội dung theo xu thế cũng là vấn đề đáng quan tâm, cần điều chỉnh trong việc thuyết giảng ở các đạo tràng hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, những bài thuyết pháp sai lệch gây nên sự nhiễu loạn về quan niệm, triết lý, phương pháp tu hành của các Phật tử. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung nêu, hiện tượng này dẫn đến sự nhiễu loạn về quan niệm, triết lý, phương pháp tu hành của các Phật tử, khiến họ bị dao động, phân tâm sự sai lệch này ảnh hưởng lớn đến giới trẻ những người chưa có sự hiểu biết sâu sắc về phật giáo tu tập trong đạo phật họ có thể cổ suý cho những quan niệm sai lầm hành vi sai lầm thậm chí có hành động gây mất đoàn kết trong nội bộ những người tu hành ông nhấn mạnh các nhà quản lý về văn hóa thông tin cần mạnh tay chấn chỉnh những hành vi này với các dự án các buổi thuyết giảng tốt cần được tuyên truyền rộng rãi hơn những bài giảng mang tính sai lệch méo mó cần được gỡ bỏ càng sớm càng tốt bên cạnh đó, người tu hành bị kỷ luật theo hình thức quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể còn chịu mức tăng nặng nếu có vi phạm liên quan đến các bộ luật khác. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đề xuất, một số nhà sư thượng tọa đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý. Tuy nhiên cần xem xét kỹ hơn để xác định có vi phạm đạo luật khác hay không. Nếu họ vi phạm, phải áp dụng hình thức xử lý thấu đáo, đúng tính chất sự việc. Khi đó, việc xử phạt sẽ mang tính răn đe, giáo dục giữ gìn sự trật tự trên không gian mạng. Việc lạm dụng mạng xã hội, tuyên truyền những bài thuyết pháp chưa chuẩn mực, khiến giáo lý của nhà Phật bị bóp méo. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, phó ban Tránh Thư ký Ban Hoàng Pháp Trung ương khẳng định rằng, khi thuyết giảng về nghiệp vụ truyền thông mạng và sử dụng mạng xã hội, giảng sư phải giảng đúng với kinh điển, không suy diễn mang tính cá nhân, áp đặt cho là chư tổ, chư Phật nói. Giảng sư phải giảng phát ngôn đúng với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác hoàng pháp, không xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, không nên va chạm, phê phán tôn giáo bạn, làm ảnh hưởng đến chính sách đại đoàn kết, gây mâu thuẫn trên không gian mạng. Giảng sư phải nhận thức rõ việc giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội cũng như trong đời sống thực hàng ngày, luôn ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, phải tuân thủ các quy định pháp luật. Theo tin từ cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ chiều tối ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, quan sát ảnh mây vệ tinh cho thấy các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai đang phát triển nhiều ổ mây rông lớn cục bộ và sẽ gây mưa với cường độ lớn, lượng mưa lớn cục bộ trong vòng 4 ngày tới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo các hình thái mưa cục bộ và kéo dài như thế này rất dễ kích hoạt các điểm sạt lở và lũ quét trong các ngày sắp tới đặc biệt là các ngày 26 tháng 6 và 27 tháng 6 ở khu vực Trung Du. Bà con sống ở các vùng lòng sông, lòng suối, thung lũng, khu đồ thị thấp trũng cần lưu ý nhận diện nguy cơ sạt lở và lũ quét khi thấy mưa lớn với cường độ cao chút xuống khu vực của mình sinh sống. Khi đó cần đánh giá nguy cơ để sơ tán đồ đạc sớm, tránh xa vùng lòng sông, lòng suối, đồng thời có phương án tránh trú an toàn nếu có nguy cơ về sạt lở và lũ quét xảy ra để chủ động ứng phó với mưa lớn kèm một số loại hình thiên tai. Sáng ngày 24 tháng 6, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, gọi tắt là ban chỉ đạo, vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu ứng phó với mưa lớn ở miền Bắc và phía Bắc miền Trung. Ban chỉ đạo đã đề nghị cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương khu vực nêu trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo. Nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới là tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai chuyển bản tin cảnh báo thiên tai đến các địa phương và người dân biết, chủ động phòng chống, đồng thời theo dõi công tác vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn hạ du liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Từ đó thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Bên cạnh đó, các đơn vị nêu trên cũng được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó mưa rông kèm lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại. Trưa 24 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà số 96, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến ba cháu nhỏ tử vong rất thương tâm. Theo thông tin ban đầu, các cháu nhỏ thiệt mạng gồm một bé gái 9 tháng tuổi, một bé trai 4 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Các cháu là con của chị Đỗ Thị Tú, 20 tuổi và anh vòng Anh Khoa, 20 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Trước đó, chiều tối 23 tháng 6 các cháu nhỏ được mẹ đưa lên Đà Lạt thăm bà ngoại, hiện đang làm thuê tại đây. Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ phòng phía sau căn nhà. Sau đó, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng bằng gỗ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại địa phương triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên lúc này, các cháu nhỏ bên trong phòng đã thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn phòng nêu trên bị khóa cửa bên ngoài. Ngay khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm trên. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, một ngôi chùa nổi tiếng ở Huế, tọa lạc tại 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do trong chùa chủ yếu là bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội cột khói cao hơn 30 m Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương dập lửa. Chùa Thuyền Lâm nằm ngay trên mặt tiền đường điện biên phủ nên lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận để khống chế đám cháy. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy sau hơn một tiếng lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa tại hiện trường lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ tiến hành phun nước làm nguội xử lý một số khu vực để phòng lửa cháy trở lại vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên làm hư hại nhiều đồ đạc nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ được biết vụ cháy xảy ra lúc đêm khuya nhưng rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường để theo dõi lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa Đến gần 0 giờ ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng vẫn còn ở lại hiện trường để triển khai công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Sau gần 2 năm với nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương, 5 người là cựu cán bộ công an cùng hai chủ các cơ sở liên quan đã vướng vòng lao lý. Trước đó, tối mùng 6 tháng 9 năm 2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú, rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán. Lúc này có khoảng 60 người, gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là chập điện trên trần nhà tại khu vực hành lang tầng 2 của cơ sở. Sau đó, Cháy lan rộng ra cả tòa nhà. Người đầu tiên bị khởi tố bắt giam là ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ cơ sở karaoke An Phú. Ông này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp đó, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với cựu trung tá Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Thuận An về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can này sau đó tử vong trong quá trình điều tra vụ án nên được đình chỉ điều tra. Cựu đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thuận An được phân công quản lý địa bàn phường An Phú, bị khởi tố để điều tra cũng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương theo quy định nhưng bị trả lại yêu cầu điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá Phạm Quốc Hùng, cán bộ trực tiếp nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Vũ Trường Sơn, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Đến cuối năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định truy tố các bị can nói trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương để xét xử theo quy định của pháp luật. Tháng 3 năm 2024, tòa đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung các vấn đề liên quan. Quá trình mở rộng điều tra lần mới nhất này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Kết quả điều tra bổ sung xác định, bà Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy của quán An Phú do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu nên Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thi công. Tiếp đó, bà Hồng bị cho là lợi dụng mối quan hệ với đồng nghiệp nhờ Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và cứu nạn cứu hộ bình dương nghiệm thu hệ thống phòng cháy đối với quán karaoke trên để hợp thức hóa hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra nghiệm thu sau đó bà hồng đã đưa biên bản kiểm tra nghiệm thu cho nguyễn thành luân do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thái bình anh có đủ chức năng thiết kế thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy nhờ ký khống vào biên bản mặc dù công ty không phải là đơn vị thi công Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang Hồng là cán bộ phòng cháy chữa cháy nên đã ký vào biên bản dưới mục đơn vị thi công. Như vậy đến thời điểm này đã có 7 người vướng vào vòng lao lý, trong đó có 5 người là cựu cán bộ công an phụ trách các lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, hai người là chủ các cơ sở liên quan trực tiếp đến vụ cháy liên quan đến vụ nhà trường hủy kết quả trúng tuyển của học sinh vì chậm nộp học phí 2 ngày, ngày 24 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc đã có công văn gửi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory, gọi tắt trường liên cấp Victory, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, với những trường hợp học sinh đăng ký tham gia kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 10, và đã trúng tuyển nhưng chậm nộp học phí. Sở đề nghị trường liên cấp Victory xem xét nguyện vọng của học sinh và gia đình, tạo điều kiện cho học sinh được làm thủ tục nhập học nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường liên cấp Victory tự chủ và tự chịu trách nhiệm về huy động, sử dụng quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục, đồng thời trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Trong thực tế có những vấn đề phát sinh, nhà trường cần có những hướng xử lý hợp tình hợp lý, mang tính giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong phạm vi quyền hạn và năng lực của nhà trường, nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và của ngành. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của trường liên cấp Victory về việc hủy kết quả trúng tuyển của học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Cụ thể, ông NQT, chú Hà Nội, phụ huynh nữ sinh NML sinh năm 2009, lớp 9A1 trường liên cấp Victory, có đơn kiến nghị nhà trường về việc bị hủy kết quả trúng tuyển vào lớp 10 của trường này. Ông T trình bày, ML đã học tập tại trường liên cấp Victory từ năm lớp 2 đến nay. Vừa qua, ML thi tốt nghiệp cấp 2 tại trường và được nhà trường thông báo trúng tuyển. Sau đó, gia đình ông T nhận được thông báo của trường về việc đến ngày 8 tháng 6 là lịch nhập học cuối cùng. Tuy nhiên, vì điều kiện nên ông chưa nộp học phí đúng hạn ngày 8 tháng 6. Đến ngày 10 tháng 6, ông Tê mới nộp học phí thì nhận được tin nhà trường đã hủy kết quả trúng tuyển của em L. Sau khi nhận được kiến nghị của phụ huynh T, ông Nguyễn Hoa Nam, hiệu trưởng trường liên cấp Victory có văn bản phản hồi rằng việc hủy kết quả trúng tuyển của em L là đúng quy định. Bởi theo thông báo nhập học đợt 1 của nhà trường, học sinh trúng tuyển cần hoàn thành các thủ tục nhập học và nộp một tháng học phí theo yêu cầu trong thời hạn quy định trước 16 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2024. Thời hạn này được thông báo tới tất cả phụ huynh và học sinh trúng tuyển. Trước khi hết thời hạn nhập học, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã thông báo cho phụ huynh và học sinh L về việc cần hoàn thành thủ tục nhập học đúng hạn. Tuy nhiên, phụ huynh em L không đóng học phí đúng hạn và cũng không có đơn hoặc trao đổi xin nộp chậm học phí nhập học gửi hội đồng tuyển sinh trước khi quá thời hạn nhập học. Hiệu trưởng Nguyễn Hoa Nam khẳng định, việc hủy kết quả trúng tuyển của em L là theo đúng thông báo nhập học đã ban hành để đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh, đồng thời kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc xem xét vì nhà trường đã làm hết trách nhiệm với học sinh trúng tuyển. Hơn nữa, trường liên cấp Victory là trường tư thục phải tự chủ 100% kinh phí, nên nếu không đảm bảo số lượng học sinh, không đảm bảo nguồn thu sẽ không thể tổ chức tốt công tác giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, không ít ý kiến không tán thành với cách hành xử cứng nhắc của nhà trường, đặc biệt là cách trả lời của hiệu trưởng Nguyễn Hoa Nam và ông Nguyễn Văn Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị trên báo chí. Thậm chí có người còn bình luận rằng, cách ứng xử của lãnh đạo trường thể hiện mình là một CEO doanh nghiệp làm đúng theo nguyên tắc quản trị. Công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi, mã chứng khoán NRC, vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024. Đáng chú ý, NRC sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng. Thời gian diễn ra dự kiến là trong năm 2024 sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cổ phiếu sau khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Theo kế hoạch đề ra trước đó, công ty danh khô cho biết sẽ dùng số tiền 1.000 tỷ đồng này thanh toán các khoản gồm nợ thuế quá hạn 110 tỷ, gốc lãi trái phiếu 320 tỷ và nợ vay tại ngân hàng 90 tỷ. Đồng thời, công ty cũng muốn dành khoảng 375 tỷ đồng để mua lại các sản phẩm đất nền đã có pháp lý đầy đủ tại các dự án khu dân cư được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện. Số tiền còn lại, NRC sẽ dùng 195 tỷ đồng để mua một phần khu dân cư Đại Nam, quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. 180 tỷ đồng để mua một phần dự án tại khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng, Hàm Liên, quốc lộ 1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 105 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Khu dân cư Đại Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khai làm chủ đầu tư Tân khai là thành viên thuộc công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi. Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng, Hàm Liên, do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nhà đất Tuấn Tú làm chủ đầu tư. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận đầu tư dự án giai đoạn 1 với diện tích gần 18 ha. Tuy nhiên, thị giá hiện tại của cổ phiếu NRC trên HOSE chỉ 4.700 đồng một cổ phiếu, nên việc công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi có phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng hay không là câu chuyện còn bỏ ngỏ. Nói về kết quả kinh doanh trong năm 2023, trong tờ trình gửi cổ đông tại đại hội năm nay, Danh Khôi cho biết tình hình khó khăn vẫn còn đối với các doanh nghiệp bất động sản. Công ty đã cố gắng tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy để góp phần tinh giảm chi phí, cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tuy đã rất nỗ lực trong việc thay đổi các cách thức, giải pháp kinh doanh, nhưng khó khăn từ nền kinh tế và thị trường bất động sản vẫn còn tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các đối tác mà công ty hợp tác kinh doanh. Do vậy, tình hình tài chính tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn một số tồn động trong nghĩa vụ tài chính với nhà nước, trái chủ. Danh khôi đặt mục tiêu cấu trúc lại nguồn vốn và các hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2024. Tuy nhiên, quý 1 năm nay, danh khôi ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,67 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31 tháng 3, tiền và các khoản tương đương tiền của Danh Khôi chỉ còn 554 triệu đồng. Tiền thân của Danh Khôi là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Danh Khôi, DKR, được thành lập từ năm 2006, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối với 60 nhân sự. Đến nay, công ty đã lấn sân sang cả phát triển đầu tư dự án. Theo giới thiệu trên website, Danh Khôi đã đầu tư ở 9 tỉnh thành phố với hơn 10.000 sản phẩm. Năm nay, Danh Khôi đặt mục tiêu thu 380 tỷ đồng, tăng hơn 430% so với năm ngoái và lãi sau thuế khoảng 40 tỷ đồng, cũng tăng trên 330%. Tuy nhiên, tại quý đầu năm nay, danh khôi mới đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng và lãi gần 3 tỷ đồng.